Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Ai? Lão tổ của các ngươi có phải là con côn trùng này hay không? Lão tổ, sao người lại biến nhỏ như vậy rồi? Đương nhiên là vì thiếu hiệp này bắt ta rồi. Đấy nè, ta ở trong cơ thể của các người đã đánh ra thần niệm chú ấn rồi. Từ nay về sau, các người phải ở lại đây bảo vệ Quang Huy Chi Thành cho ta. Nếu như trong lòng của các người có bất kỳ suy nghĩ phản bội ta, ta đều có thể cảm ứng được. Chỉ cần ta tâm niệm nhất động, thần niệm chú ấn này sẽ lổ tung, tuyệt đối sẽ lổ các người đến xác cũng không còn. Các người có hiểu hay chưa? Vâng, chúng ta nhất định sẽ giữ nửa bước cũng đi, sẽ giữ nửa bước cũng không đi, bảo vệ cho Quang Huy Chi Thành. Xem như là các ngươi biết điều, an tâm mà bảo vệ Quang Huy Chi Thành cũng không thiếu lợi ích cho các ngươi đâu. Này, là ai đã phái ngươi đến đây? Bẩm mấy vị đại thần, ta là do Yêu Thần Tông phái đến. Yêu Thần Tông làm cái gì? Yêu Thần Tông phái ta đến, bảo ta diệt tất cả nhân tộc của Tiểu Linh Lung thế giới. Hả? Tiêu diệt tất cả loài người ư? Nếu như không phải là chúng ta quay lại Quang Huy Chi Thành này, không phải là đã bị giết hết rồi hay sao? Nhiếp Ly, Yêu Thần Tông lại được cùng rất tận như vậy, chúng ta cũng hãy cùng nhau tiêu diệt bọn họ. Nhiếp Ly, chúng ta đều nghe theo người. Đối phó với Yêu Thần Tông cũng là chuyện sớm muộn, nhưng mà bây giờ bọn họ còn có mấy cao thủ cấp võ tông, thậm chí còn có khả năng là thị thần của Thánh Đế. Chúng ta tạm thời vẫn không có cách nào đối phó với bọn họ. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta lần lượt đem người của Quang Huy Chi Thành di chuyển đến Vũ Thần Tông. Di chuyển đến Vũ Thần Tông, ta cảm thấy đây là một đề nghị rất hay. Tử Vân, ta cũng tán thành với phương pháp của Nhiếp Nì. Một mặt là người dân của Quang Huy Chi Thành này không phải chịu sự uy hiếp của yêu thú, mặt khác bọn họ có thể nếm thử thánh dược, tu luyện công pháp của Long Khư Giới Vực, nói không chừng có thể trở thành trợ thủ rất lớn cho chúng ta. Không sai, đồng bào của Quang Huy Chi Thành tuyệt đối là đám người đáng tin cậy nhất. Chúng ta trải qua nhiều lần nguy cơ như vậy rồi, là đồng đội đoàn kết nhất. Long Khư Giới Vực đó là nơi như thế nào? Không biết. Quang Huy Chi Thành là quê hương mà chúng ta bảo vệ và sinh tồn cả đời. Thành đã bị phá, người vẫn còn, tất cả đều còn có hy vọng. Thế thì đem mọi người đều đưa đến Vũ Thần Tông. Hơn nữa Yêu Thần Tông, ta cũng sẽ đi đối phó. Tên này chính là một tên phá, chính là một tên đột phá mà ta đánh vào Yêu Thần Tông. Tên này chính là một điểm đột phá mà ta đánh vào Yêu Thần Tông.